Dạ thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn số 3049 giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc, bình ổn giá thuốc phòng chống COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ găm hàng, tăng giá thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc, không chấp hành đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch.